Ngày 2 tháng 4, tại Công viên Đất Xanh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức liên hoan đồng diễn dân vũ với chủ đề Vũ điệu khỏe đẹp. Liên hoan vũ điệu khỏe đẹp thì thu hút được sự tham gia của hơn 1.300 hội viên của 27 đội đến từ các huyện, thị xã, thành phố và hội phụ nữ cấp cơ sở trực thuộc các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Các đơn vị tham gia đồng diễn 4 tiết mục chung và 1 tiết mục tự chọn trên nền nhạc là các ca khúc Việt Nam ca ngợi quê hương, đất nước, gia đình, truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam với giai điệu đầy sôi động và vui tươi. Đây là chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa, 48 năm ngày giải phóng tỉnh Khánh Hòa. Trong hai ngày là ngày 1 và ngày 2 tháng 4, tại Vườn Quốc gia Cúc Phương, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, đã diễn ra giải chạy thể thao quần chúng quốc tế Cúc Phương Jungle Path 2023 với chủ đề Chạy để bảo tồn, thu hút sự tham gia của khoảng 2.500 vận động viên đến từ 26 quốc gia, và trong đó có 120 vận động viên quốc tế. Kết thúc giải chạy, ban tổ chức giải chạy thể thao quần chúng quốc tế Cúc Phương Jungle Path 2023 đã trao giải cho 5 vận động viên có thành tích cao nhất nam nữ ở mỗi cự ly, trong đó các cự ly bao gồm 10 km, 25 km, 42 km, 70 km và 100 km đều là chạy xuyên rừng, địa hình rừng mưa nhiệt đới trên núi đá vôi. Giải chạy Cúc Phương Jungle Path 2023 là một trong nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm 1.055 năm nhà nước Đại Cồ Việt, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, góp phần hợp tác giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch giữa tỉnh Ninh Bình và các tỉnh thành phố trong cả nước. Qua đó cũng giới thiệu con người và cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp của Ninh Bình và Vườn Quốc gia Cúc Phương đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Ngày 3 tháng 4, Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng phối hợp với Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, Viện Pháp Việt Nam tại Đà Nẵng tổ chức triển lãm ảnh nghệ thuật với chủ đề Mê Công – Chuyện đôi bờ của nhiếp ảnh gia Lâm Đức Hiền. Triển lãm ảnh nghệ thuật Mê Công – Chuyện đôi bờ của nhiếp ảnh gia Lâm Đức Hiền đã thực hiện hành trình khoảng 4.200 km dọc sông Mê Công. Chuyến lữ hành xuyên lục địa này mang ý nghĩa đặc biệt đối với ông. Nhiếp ảnh gia người Pháp gốc Việt sinh ra và lớn lên bên bờ sông Mê Công tại Lào, còn được ông âu yếm gọi là con sông mẹ. Triển lãm lần này giới thiệu 28 tác phẩm như một chuỗi ký sự bằng hình ảnh, ký ức cá nhân hòa quyện cùng với ký ức tập thể của những con người sống bên sông, dựa vào sông. Ở đây thì dòng Mê Công vừa là ranh giới, vừa là mối liên kết giữa những mảnh đời, những nền văn hóa và cả những phận người. Hiệp hội Du lịch Việt Nam và Tổng cục Du lịch vừa tổ chức thông báo thông tin về việc tổ chức Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam VITM Hà Nội 2023. Hội chợ du lịch năm nay với chủ đề là du lịch văn hóa sẽ hướng các doanh nghiệp du lịch đầu tư xây dựng các sản phẩm du lịch mới trên cơ sở là khai thác các giá trị độc đáo của văn hóa truyền thống cũng như là các di sản văn hóa của Việt Nam. Hội chợ du lịch quốc tế VITM Hà Nội 2023 sẽ diễn ra từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 4 tại Cung văn hóa hữu nghị Hà Nội, 91 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Du lịch văn hóa lần đầu tiên trở thành chủ đề chuyên sâu và xuyên suốt của VITM năm nay. Trong khuôn khổ hội chợ sẽ diễn ra các hoạt động xúc tiến du lịch, các sự kiện chuyên ngành cũng được tổ chức với quy mô lớn như diễn đàn phát triển du lịch văn hóa Việt Nam, tọa đàm giảm thiểu rác thải nhựa trong lĩnh vực du lịch. Bên cạnh đó sẽ có các chương trình giới thiệu du lịch các địa phương như giới thiệu tuyến du lịch Bắc Giang, Mộc Châu, du lịch Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thái Nguyên. Các hoạt động quảng bá du lịch quốc tế như chương trình xúc tiến du lịch Nepal, Indonesia. Theo ban tổ chức, tính đến cuối tháng 3 năm 2023, hội chợ VITM Hà Nội 2023 đã có trên 50 tỉnh, thành phố của Việt Nam, 15 quốc gia và vùng lãnh thổ đăng ký tham gia hội chợ với 450 gian hàng và 600 đơn vị tham gia. Bước vào những ngày đầu tháng 4, Tây Nguyên nói chung, Gia Lai nói riêng vẫn đang ở trong những ngày đẹp nhất của năm. Đó là mùa tổ chức những lễ hội truyền thống đậm sắc màu văn hóa của cộng đồng các cư dân bản địa Bana Gia Rai ở Gia Lai. Và sau đây thì mời quý vị hãy cùng đến với xã Giang Bắc, huyện Đắk Pơ để xem lễ mừng năm mới, một nghi lễ hết sức độc đáo của người Bana. Lễ mừng năm mới của người Bana ở Gia Lai được gọi là lễ Kacham Atau, diễn ra trước khi xuống giống trồng tỉa vụ mùa đầu tiên trong năm, nhằm cầu xin các vị thần phù hộ cho dân làng khỏe mạnh, đoàn kết, trồng cây lúa, trồng cây ngô, được mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Mọi người có trách nhiệm góp tiền, góp sức để chuẩn bị lễ vật như heo, gà, rượu ghè,
và các điều kiện cần cho lễ cúng đúng với truyền thống từ ông bà xưa. Qua đây thì cũng dạy, truyền lại cho lớp trẻ biết, bảo tồn văn hóa dân tộc mình. Khi đồ cúng đã được chuẩn bị xong, hội đồng già làng bắt đầu lễ cúng gồm hai phần chính diễn ra ngoài sân và trong nhà rông. Lời khấn của các già làng đã vang vọng khắp núi rừng, buôn làng, thể hiện tấm lòng thành của bà con đối với các thần linh, làm nên sự giao hòa giữa người với người, giữa con người với thiên nhiên và đất trời. Chị em phụ nữ thì phụ trách việc nấu nướng, biểu diễn văn nghệ đón khách. Đây là dịp để các gia đình được gặp gỡ, thắt chặt đoàn kết, học hỏi, giúp nhau xây dựng cuộc sống tốt hơn. Ngày hôm nay thì cũng là bà con mình tổ chức lễ hội mừng năm mới thì để mà quảng bá, để mà các trên địa bàn xã cũng là các làng khác học hỏi thêm, giữ gìn bản sắc của người dân tộc Bana. Sau khi các nghi lễ kết thúc, khi tiếng cồng chiêng rộn rã ngân vang cũng là lúc mở màn cho phần hội. Bà con dân làng cùng trao nhau ống cơm lam, xiên thịt nướng, mời các vị khách phương xa cùng vít cần rượu, cảm nhận không khí vui tươi của ngày hội và tình người thân thiện để gửi tặng tất cả mọi người như một lời chúc sức khỏe, bình an và thắng lợi.